Sofa vải Loser được thiết kế với kích thước khá lớn, chiều dài băng 3 rộng đến 203cm, chiều dài ghế đơn là 117cm, kết hợp với chiều cao và rộng lần lượt là 68 và 100cm, rất phù hợp cho các căn hộ vừa và lớn. Loser được làm từ chất liệu vải indoor cao cấp kết hợp với những đường kim mũi chỉ được Phoenix chú trọng tỉ mỉ trong từng chi tiết, tạo nên một thiết kế vô cùng ấn tượng và sang trọng. Những đường nét bo góc mượt mà cùng tông màu đa dạng tạo nên sức hút cho những bộ sofa tại Phoenix. Hãy cùng Phoenix lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình cùng tiếng cười giòn giã của trẻ thơ bên cạnh bộ sofa Loser nhé!